Trong khuôn khổ chuyến công tác dự hội nghị cấp cao ASEAN, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với 10 doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn. Tại buổi làm việc, ông Yoshitaka Kitao, Chủ tịch tập đoàn SBI Holding cho biết, doanh nghiệp đang xây dựng các nhà máy sản xuất chất bán dẫn tại Nhật Bản và xem xét mở rộng ra nước ngoài trong tương lai. Đặc biệt, Việt Nam và Trung Đông là những điểm đến đầy hứa hẹn. Đến nay, SBI Holding đã đầu tư vào sàn giao dịch điện tử Sendor, ứng dụng công nghệ đa tính năng UTOP và công ty phát triển phần mềm SBI FPT. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng trở thành một địa điểm quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, SBI Holding muốn biết phương hướng của Việt Nam về thu hút các nhà máy sản xuất bán dẫn nước ngoài trong tương lai. Lãnh đạo tập đoàn cũng cho biết có thể hỗ trợ Việt Nam các chiến lược phát triển nền kinh tế, muốn biết hy vọng của Việt Nam trong việc hợp tác từ các doanh nghiệp Nhật Bản liên quan đến chế tạo bán dẫn. Cũng tại buổi làm việc, đại diện công ty Denso cho rằng việc củng cố chuỗi cung ứng đang là một trong những vấn đề quan trọng nhất và sự hợp tác giữa các quốc gia cùng chí hướng là vô cùng quan trọng. Denso nhận thấy, mối quan hệ đối tác được ký kết giữa Việt Nam và Mỹ nhằm tăng cường an ninh và chuỗi cung ứng chất bán dẫn sẽ giúp tăng thêm nhiều nguồn cung về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Đại diện công ty muốn biết điểm mạnh của Việt Nam là gì, ví dụ như việc đào tạo kỹ sư sẽ đóng vai trò chủ đạo, vậy sẽ có thách thức nào cho Việt Nam? Denso cũng đánh giá, chất bán dẫn là lĩnh vực có phạm vi rất lớn, gồm nhiều cấp độ công nghệ và ứng dụng, nhất là công nghệ tiêu chuẩn thu nhỏ. Doanh nghiệp muốn biết chính phủ Việt Nam sẽ tập trung vào những lĩnh vực nào. Về phần mình, đại diện công ty Rapidus Corporation muốn Thủ tướng chia sẻ về chính sách phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong tương lai của Việt Nam, hợp tác quốc tế và quan hệ hợp tác với Nhật Bản. Với những thắc mắc của các doanh nghiệp Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật tầm quan trọng của các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản trong hợp tác kinh tế, đầu tư. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam khẳng định, hai nước hiện có mối quan hệ rất tốt đẹp. Dù vậy, vấn đề đặt ra là làm sao để Việt Nam đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp Nhật Bản. Về điều này, Thủ tướng cho rằng có nhiều yếu tố nền tảng. Trước hết, Việt Nam luôn giữ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo ổn định chính trị. Đây là yêu cầu cơ bản, quyết định việc các nhà đầu tư có muốn đến Việt Nam hay không. Tiếp đó, Việt Nam đang xây dựng và phát triển đất nước với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh toàn dân, kết hợp sức mạnh trong và ngoài nước, sức mạnh dân tộc và quốc tế. Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Trong đó, người dân là trung tâm, chủ thể trong các chính sách của nhà nước. Người dân tham gia vào các chính sách, được thụ hưởng lợi ích của chính sách. Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tuân thủ quy luật khách quan nhưng khi cần thiết sẽ có sự điều tiết của nhà nước. Người đứng đầu chính phủ khẳng định, trong quá trình này, Việt Nam không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Các doanh nghiệp đến Việt Nam được bảo đảm yên tâm làm ăn, phát triển lâu dài. Điều này rất quan trọng, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam xác định nội lực là chính nhưng không thể thiếu ngoại lực, xác định độc lập, tự chủ nhưng không thể thiếu hội nhập, vì chỉ có độc lập, tự chủ mới đứng vững trước các cơn gió ngược. Để làm được điều đó, cần phải ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, cân bằng thị trường lao động, kiểm soát nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, kiểm soát bội chi ngân sách. Việt Nam là nơi khu trú an toàn trong cơn bão của thế giới hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Cho biết thêm, trong năm 2023, Việt Nam đã thu hút khoảng 30 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký và đã giải ngân khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản cùng Việt Nam phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Muốn vậy, trước hết phải xây dựng được hạ tầng cho công nghiệp bán dẫn, phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Việt Nam xác định đây là yêu cầu khách quan. Thế giới phát triển, Việt Nam cũng phải phát triển, Thủ tướng gọi đây lựa chọn chiến lược của Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ cho rằng, nếu muốn đi nhanh thì phải đi tắt đón đầu, phải là khoa học công nghệ, là ngành bán dẫn. Đây cũng là ưu tiên hàng đầu để phát triển đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam đầu tư, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn, đào tạo nhân lực chất lượng cao, xây dựng các xưởng thiết kế, sản xuất, đóng gói và xuất khẩu. Việt Nam phải đào tạo nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư về bán dẫn. Việt Nam đang xây dựng các chính sách ưu tiên cho các ngành mới nổi, trong đó có ngành sản xuất chip bán dẫn. Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chính sách này với việc ưu tiên các tập đoàn lớn đầu tư, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam mong muốn phát triển ngành sản xuất chip bán dẫn đột phá theo tinh thần đi sau về trước. Thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!